Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 6 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Huyện ủy Thạch Thành tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác cải cách hành chính tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Huyện đoàn Thạch Thành tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết thiếu nhi. Bà con nông dân xã Thành Tiến đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân. Gấp rút tiến độ công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đê bao xã Thạch Định. Gương tiêu biểu trong xóa đói giảm nghèo tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 5 năm 2018, huyện ủy Thạch Thành đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, triển khai kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện chương trình công tác tháng 5 năm 2018, hôm nay tham dự có các đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Trinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư các xã thị trấn và các chi đảng bộ trực thuộc. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết, hầu hết các chỉ tiêu của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh trí tuệ vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức kỷ luật cao và thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Năm 2018, toàn huyện có 61 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 28 đảng bộ xã thị trấn, 9 đảng bộ và 24 chi bộ cơ quan doanh nghiệp, 421 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó chi bộ thôn khu phố là 424, chi bộ trường học, trạm y tế, hợp tác xã là 114, chi bộ cơ quan đơn vị sự nghiệp là 36, chi bộ doanh nghiệp là 17, chi bộ lực lượng vũ trang là 12. Qua 10 năm, toàn huyện đã kết nạp được 2.517 đảng viên. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa, tạo được nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài, nhất là cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn. Quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghị quyết vẫn còn tồn tại một số mục tiêu, nhiệm vụ đạt thấp như chỉ tiêu phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Một số tổ chức cơ sở đảng năng lực lãnh đạo điều hành còn hạn chế, chưa tạo được nhiều chuyển biến ở địa phương và đơn vị. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các báo cáo về việc triển khai kế hoạch hành động, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Tiếp đó, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 22 và các kế hoạch, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 10 năm triển khai nghị quyết số 22 của Đảng bộ huyện. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện nghị quyết số 22, thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên, đổi mới công tác tuyên truyền vận động để nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó tạo bước chuyển biến trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện trong ngày 1 tháng 6, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thành đã tổ chức đoàn giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các xã Thành Vân, Thành Mỹ, Thành Tiến và Thạch Cẩm. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn. Cùng tham gia cuộc giám sát có các ông bà là thành viên Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện. Tại xã Thành Vân, trong thời gian qua, các hoạt động cải cách thủ tục hành chính đã được địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc. Ủy ban nhân dân xã đã rà soát sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, công khai minh bạch những thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, địa chính, văn hóa xã hội, lâm nghiệp và chính sách dân tộc,
theo bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, nội quy tiếp công dân, v.v. nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến liên hệ giải quyết công việc. Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2018, xã đã tiếp nhận và giải quyết được hơn 5.127 hồ sơ đúng quy định tại bộ phận một cửa liên thông. Công tác tuyên truyền bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức được thực hiện một cách khoa học, đúng người, đúng việc, không chồng chéo, trùng lắp và được niêm yết công khai các thủ tục hành chính. Việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách, quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được cập nhật, báo cáo công khai. Qua giám sát, đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, trưởng ban Pháp chế, đề nghị xã Thành Vân tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, bổ sung điều chỉnh các hồ sơ sổ sách theo mẫu quy định của tỉnh, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nhằm hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn. Đồng thời, các thủ tục hành chính phải công khai minh bạch kết quả giải quyết, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng tháng và định kỳ, thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra giám sát cán bộ công vụ, bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận tổ chức đoàn thể với bộ phận một cửa, cần quản lý tốt các công văn đến đi và các văn bản ban hành, giấy hẹn tiếp nhận và trả kết quả cho công dân. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung trong không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Ban Thường vụ huyện đoàn Thạch Thành đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn huyện tham mưu cho các cấp ủy chính quyền, lãnh đạo các cơ quan tổ chức Tết thiếu nhi cho các em thiếu niên nhi đồng tại đơn vị mình. Vào đêm 31 tháng 5, tại thôn Quyết Thắng, xã Thành Vinh, huyện đoàn Thạch Thành đã phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã. Tại đây, huyện đoàn đã trao những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nhằm động viên giúp đỡ các em có thêm nghị lực vượt lên hoàn cảnh. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 chính là một sự kiện đặc biệt trong năm dành cho trẻ em. Chương trình vui Tết Thiếu nhi tại xã Thành Vinh được diễn ra trong không khí vui vẻ, thân thiện và bổ ích, thông qua các hoạt động giao lưu gặp mặt, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, được trải nghiệm với những trò chơi thiếu nhi hấp dẫn và mới lạ. Tiếp đó, vào sáng ngày 1 tháng 6, huyện đoàn Thạch Thành đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tại các xã Thạch Bình, Thành Trực và Thành Mỹ. Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn, thể hiện rõ được trách nhiệm cơ quan, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Qua đó, nhằm thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy chính quyền, các gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong huyện, thời điểm này, bà con nông dân xã Thành Tiến đang tập trung nhân lực xuống đồng thu hoạch diện tích lúa chiêm xuân đã chín. Vụ chiêm xuân này, xã Thành Tiến gieo cấy 274,8 hectare, cơ cấu giống lúa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và cho năng suất cao như Thái Xuyên 111, TBR 225. Đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân xã Thành Tiến đã thu hoạch xong khoảng 50% diện tích lúa chiêm xuân, năng suất ước đạt 60 tạ trên 1 hectare. Được biết, xã Thành Tiến đã có 3 máy gặt đập liên hoàn, hiện chi phí gặt máy có giá khoảng 170.000 đồng trên một sào. Ưu điểm của việc thu hoạch bằng máy gặt là thời gian gặt nhanh, vừa giảm công chở lúa về, vừa giảm công tuốt lúa, do đó giúp tiết kiệm thời gian cũng như ngày công lao động. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng phương án phát triển kinh tế xã hội của năm 2018, trong đó là có thực hiện cái chỉ đạo sản xuất lúa vụ chiêm xuân. Tổng diện tích gieo cấy của xã Thành Tiến vụ chiêm xuân là 244,8 ha. Và tình hình lúa là phát triển rất là tốt. Dự kiến theo đánh giá sơ bộ, năng suất sản lượng đạt 60 tạ trên ha. Hiện nay lúa diện tích lúa chín cũng tương đối, thì Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo và tuyên truyền cho nhân dân thu hoạch và đưa cơ giới hóa vào để sản xuất. Lúa thì năm nay nó năng suất khoảng tầm 3 tạ rưỡi, mà diện tích gia đình em thì nó khoảng tầm 2 mẫu, thì nó còn rơi khoảng tầm 6-7 tấn gì đấy.
thì trong khi cố gắng thu hoạch xong sớm để còn chuẩn bị làm thêm vụ nữa cho nó kịp thời vụ. Như vậy, với tốc độ thu hoạch hiện tại, xã Thành Tiến phấn đấu sẽ thu hoạch xong số diện tích lúa chiêm xuân còn lại trong trung tuần tháng 6. Bên cạnh đó, để tránh lũ và đảm bảo đúng khung nông lịch cho vụ sau, Ủy ban Nhân dân xã Thành Tiến cũng đã tích cực đôn đốc bà con nông dân tiến hành giải phóng đất theo phương châm thu hoạch đến đâu giải phóng đất đến đấy, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn giống phục vụ sản xuất vụ thu mùa. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến gần, nhằm phòng chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê điều, đặc biệt là tuyến đê bao xã Thạch Định, được các ngành chức năng trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ nhằm sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Có mặt tại công trình thi công sửa chữa nâng cấp tuyến đê bao xã Thạch Định, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc hăng say và khẩn trương của đội ngũ công nhân, kỹ sư đơn vị thi công. Mặc dù đang bước vào thời điểm nắng nóng, song với sự quyết tâm cao độ, các đơn vị thi công đã tập trung huy động nhân lực cùng nhiều máy móc thiết bị để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Tính đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành được 6 km mái đê bong chóc và kênh bê tông phía đồng. Tuy nhiên, vẫn đang còn 3 km đê xuống cấp chạy qua thôn Định Hưng và 253 m đoạn kè sạt lở tại thôn Tiến Thành cũng đang gấp rút hoàn thành sớm trước mùa mưa bão. Mọi tiến độ thi công đều đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định. Công trình chúng tôi thì đã thi công được hơn 5 tháng rồi. Và trong cái tiến độ là 8 tháng, chúng tôi sẽ bàn giao công trình trước mùa mưa bão, tức là trước khoảng 1 đến 2 tháng. Tức là công trình bây giờ là còn có phần gọi là hoàn thiện nốt những cái phần còn lại. Tất cả mọi các vấn đề về kỹ thuật thì rất đảm bảo và an toàn hết. Đã thử nghiệm qua những cái đợt lũ vừa rồi, thì tôi sẽ cố gắng bàn giao công trình 1 đến 2 ngày tới. Là cố gắng hoàn thiện để bàn giao công trình cho nhà thầu, nhà chủ đầu tư. Là từ khi mà lũ lụt đấy, nó phá đi thì dân cũng nghe hoang mang, là sợ là đấy mùa lũ tới là thấy nhà nước là sửa chữa này là dân rất phấn khởi. Mà cái chất lượng làm lần sau này là dân rất yên tâm, là công nhân rồi là thợ làm là rất đảm bảo, ai là dân đi là bà con rất hài lòng. Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các đoạn đê kè còn lại, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản, tính mạng cho nhân dân trước và trong mùa mưa lũ năm nay. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về những tấm gương tiêu biểu trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Gia đình ông Hoàng Mười ở thôn 2 xã Thành Kim đã gắn bó với nghề nuôi ong từ hàng chục năm nay. Trước đây gia đình ông cũng trồng mía, sắn và chăn nuôi, thế nhưng do thiếu lao động lại tuổi cao nên thu nhập không đảm bảo cho cuộc sống. Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành, gia đình ông và nhiều hộ trong thôn trong xã đã chuyển sang nuôi ong. Vừa làm vừa tìm tòi học hỏi, cho đến nay gia đình ông đã có hàng trăm đàn ong, mỗi năm ông Mười cũng có thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng. Nếu thu nhập về nuôi ong thì có thể nói hiện tại bây giờ là tất cả các cái nguồn lợi về chăn nuôi thì con ong vẫn là thu lợi nhất. Không có cái con nào mà đánh đổi được thu nhập của con ong. Thí dụ như tôi bỏ vào một cái cầu ong ấy chỉ khoảng 50.000 đến 60.000 thôi. Nhưng mà chỉ khoảng nửa tháng sau là tôi có thể bán cái cầu đó 200. Cho nên là có thể dùng cái từ là một vốn mà ba lời được. Không chỉ gia đình ông Mười, hiện nay xã Thành Kim, huyện Thạch Thành đã có hàng trăm hộ gia đình gắn bó với nghề nuôi ong. Lúc cao điểm, cả xã có hơn 1.500 đàn. Xã cũng đang có đề án thành lập hợp tác xã nuôi ong. Qua đó, có nhiều hơn nữa sự hỗ trợ cho bà con nông dân trong việc xây dựng thương hiệu, định hướng đầu ra cho sản phẩm, nâng cao thu nhập cho mỗi gia đình. Không chỉ tập trung phát triển nghề nuôi ong, những năm gần đây, xã Thành Kim cũng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất cho bà con nông dân, như hỗ trợ vốn vay, xây dựng các mô hình điểm, chuyển giao học kỹ thuật, nhất là những hộ nghèo để bà con yên tâm sản xuất từng bước thoát nghèo. Còn đây là trang trại của gia đình anh Bùi Văn Nội ở thôn Đồng Hội. Cách đây hơn 5 năm, khi được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã tạo điều kiện để tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi trồng trọt, gia đình anh Nội đã mạnh dạn vay vốn và nhận khoán hơn 5 hectare đất đồi để trồng keo, lát và dứa nguyên liệu. Gia đình anh còn được chương trình 135 hỗ trợ cho một con bò giống. Từ nhiều nguồn thu khác nhau, hiện nay mỗi năm gia đình anh Nội có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
được sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương thì gia đình tôi cũng mạnh dạn là đầu tư rồi kết hợp chăn nuôi và trồng trọt. Thì từ lúc học cái mô hình này thì đời sống gia đình tôi cũng cơ bản là ổn định. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, thời gian qua Đảng ủy chính quyền xã Thành Công đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể của huyện Thạch Thành hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hộ nghèo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nguồn vốn được giải ngân kịp thời, sử dụng đúng mục đích đã tạo động lực to lớn để các hộ nghèo có điều kiện sản xuất vươn lên thoát nghèo. Thì chúng tôi đã nhân rộng được những cái mô hình làm tốt và không những mình cái phát triển đàn bò mà họ đã có những cái tư liệu và những cái mà động lực để họ phát triển thì họ đã mạnh dạn là phát triển thêm những cái mô hình về phát triển sản xuất. Chẳng hạn như là chuyển đổi cây trồng vật nuôi, trồng cây ăn quả, đặc biệt như là dứa rồi cam, bưởi. Qua hơn 5 năm triển khai nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi, đời sống của bà con nông dân, nhất là các xã thuộc chương trình 135 của huyện Thạch Thành đã có những chuyển biến tích cực. Huyện cũng đã động viên bà con nông dân tích cực phát triển mô hình trồng rừng, nuôi bò vỗ béo dưới tán rừng, kết hợp với mô hình VAC, tập trung chỉ đạo xây dựng các vùng chuyên canh về cây ăn quả, vùng trồng rau an toàn, vùng cây nguyên liệu, v.v., tạo điều kiện giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững. Được sự quan tâm của nhà nước là hỗ trợ về các cái nguồn vốn, và trong cái đặc biệt nhất là cái xóa đói giảm nghèo với nguồn vốn 135. Thì về trong đó là có hỗ trợ con cây, con giống. Đấy. Là đặc biệt nhất là cái chăn nuôi với tán rừng như là cái đề án của huyện. Về áp dụng với là cái điều kiện địa phương bây giờ là bà con nó cũng có một số là nó cũng giảm được cái nghèo. Để các hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, từ năm 2011 đến nay, Ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện Thạch Thành đã tổ chức tập huấn dạy nghề cho hơn 1.000 lượt người, tổ chức các hội thảo đầu bờ về hiệu quả mô hình cho 400 lượt người tham gia. Từ kết quả đầu tư thực địa và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hộ gia đình nghèo là người dân tộc thiểu số đã được Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành hỗ trợ mô hình giảm nghèo đã thoát nghèo bền vững. Các mô hình này đang ngày càng được nhân rộng trong cộng đồng theo hướng nông dân tự đầu tư và nhà nước hỗ trợ kỹ thuật, mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho hàng trăm hộ dân tộc thiểu số ở địa phương. Là chúng tôi thực hiện các cái khâu dịch vụ tín chấp cho nông dân, và đặc biệt là trong đó là cái tín chấp vay vốn của ngân hàng. Thì cái quan trọng nữa là các tổ chức hội cơ sở là anh em giúp cho bà con sử dụng cái đồng vốn có hiệu quả, để trên cơ sở đó đồng vốn thì nó phát triển kinh tế có hiệu quả cho các hộ. Bằng những việc làm cụ thể, trong giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 31% xuống còn 11% giai đoạn 2016-2020. Huyện Thạch Thành tiếp tục phấn đấu số hộ nghèo giảm xuống còn 6,4%, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng bộ huyện đã đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong bản tin thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Chương trình được đăng tải trên trang thông tin điện tử thạchthanhtv.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.